Mẹ đã cho đàn em bao dây bám chặt. Gì, mẹ có đàn em nữa hả? Thì nói cho nó ngầu ngầu giống ở trong phim á. Chứ thật ra là mẹ nhờ người ta tìm hiểu và cuối cùng phát hiện một sự thật đau lòng. Cái gì? Mà mẹ biết cái gì mà đau lòng vậy? Mẹ không muốn nói gì nữa. Rồi. Đây là kết quả xét nghiệm ADN từ mẫu máu của hai anh em trong lần hiến máu nhân đạo gần nhất. Chị là Quân. Quân là con của ai? Cảm ơn anh đã dẫn em đi tham quan xưởng. Đúng là như trong giấc mơ hồi xưa của tụi mình ha. Sao, em thấy vui không? Dạ, không những vui mà em cũng rất hạnh phúc, rất là khác. Dương hả? Này lớn quá rồi. Cảm ơn em. Buổi tối rất là ngon. Buổi tối nào? Mẹ anh nói với anh, em đem đồ tới, rồi em nấu với mẹ anh mà. Ok, hiểu rồi. Nghĩa là có một cô gái khác mà anh quen, và thật trùng hợp, người đó cũng tên là Mai Anh giống tôi. Dân ở đây nè, người ta nghèo, người ta khổ, bây giờ gánh thêm hai ông bà nữa làm sao mà chịu nổi. Làm ơn làm phước đi, sống cho đàng hoàng tử tế đi. Đã nghèo rồi mà cũng sống như vậy á, sao mà ai mà chịu được chứ. Cậu Quân đến nhà tôi gặp con trai tôi. Cậu Quân nói là vợ chồng tôi được hội từ thiện giúp đỡ, cho nên nó tự ái sĩ diện, nó đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Có chuyện đó nữa hả con? Bây giờ tôi không biết cậu Quân nói gì với cô Cầm nữa, mà cô Cầm cũng đuổi tụi tôi đi nữa. Trời đất ơi, buôn bán gì mà lời tới 20% đúng không? Không phải. Đừng nói buôn lậu nha. Thấy bà không à? Có cái công ty kia kìa, nó bán mấy cái con robot mà hút bụi á. Có chút xíu à, mà nó hút nguyên cái nhà luôn. Ghê vậy. Mà mình làm shipper cho nó, mình được hưởng 30% trên cái giá trị sản phẩm á. Trời, 30% luôn hả? Nhưng mà có điều mình phải ứng tiền trước. Mà phải ứng cho người ta nhiêu? Đòi ứng 20 triệu. Mà tôi còn có 5 triệu à, bây giờ tôi phải đi vay 15 triệu. Đưa số tài khoản đi. Số mấy?